Khi một người có căn cơ rất kém, vậy thì phải làm sao để nâng căn cơ lên? Đầu tiên, hãy lễ Phật sám hối. Đây là căn bản của mọi pháp tu. Hãy tha thiết lễ Phật sám hối, dâng niềm kính tin tuyệt đối đến mức nếu vì Phật mà phải chết, ta sẵn sàng chết ngay lập tức, không do dự. Phải như vậy, sự cảm ứng mới xuất hiện, rồi nhờ lòng kính Phật tuyệt đối như thế, ta mới bắt đầu năn nỉ xin Phật gia hộ mọi việc. Chư Phật sẽ cảm động nếu chúng ta xin Phật điều này trước nhất. Xin cho con thấy được lỗi của mình. Đây là nguyện ước căn bản nhất, đúng đắn nhất. Phật sẽ cưng vô cùng bởi đứa con này. Sau nhiều năm ngu si, lì lợm, bướng bỉnh, kiêu ngạo, gian tham, tàn bạo, ác độc, triền miên, nhưng ngày hôm nay nó đã xin một câu đúng vào cái chìa khóa, mở tung những cánh cửa nhiệm màu. Và từ một đứa con ghẻ ngoài đường, chúng ta sẽ tức khắc được trở thành con ruột của chư Phật. Xin cho con luôn biết lỗi mình, xin cho con tôn trọng chúng sinh, xin tình thương ngập tràn pháp giới, xin cả đời chẳng ngại hy sinh. Ai thấy được lỗi mình, người đó sẽ tự nhiên chuyển được tâm mình, tăng trưởng trí tuệ, tích lũy nhiều phước lành, và chỉ sau 5 năm, căn cơ đã tiến triển, biết đâu chỉ sau 10 năm, sẽ bắt đầu thuyết pháp được. Trích những điều thú vị từ truyện Tích Pháp Cứu 05, tiến sĩ Thượng Tọa Thích Chân Quang biên soạn.